Xin chào tất cả các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GVN Nam Định. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Quay trở lại với video ngày hôm nay, em Lĩnh sẽ giới thiệu chi tiết về nội thất của chiếc Crown Macrotech 9000i. Và trong video thì em Lĩnh cũng sẽ là báo giá. Và cuối video em Lĩnh sẽ test chất âm cho các bác nhá. Và bác nào yêu mến em Lĩnh, cảm thấy hay thì hãy dành tặng cho em Lĩnh một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của em Lĩnh GVN Nam Định các bác nhá. Mỗi một lượt like, mỗi một lượt đăng ký kênh của các bác. Và đó là động lực để cho em Lĩnh luôn luôn tìm tòi những sản phẩm cực kỳ là đẹp, xuất sắc, chất lượng để phục vụ cho tất cả các bác nhá. Và quay trở lại với video. Trước mặt các bác đây đó là Crown Macrotech 9000i. Em Lĩnh đã lật ngửa lên và tháo sẵn ra để quay chi tiết bo mạch bên trong cho tất cả các bác cùng nội soi và ngắm nhìn các bác nhá. Thiết kế thì cực kỳ là đẹp rồi. Bên trong đây là hai bo nguồn. Đó. Và đây là dàn tụ, 20 con tụ. Đó. 20 con tụ. Đó. Và các bác nhá, phẳng đét luôn, phẳng đét như sân bay luôn các bác nhá. Có tụ chưa có phòng dộp gì. Thể hiện đó là một cục đẩy rất rất ít dùng các bác nhá. Chất lượng còn cực kỳ là cao. Đó, độ mới cực kỳ là mới này các bác này. Đó. Rất đẹp. Đó. Và những mảng mên bo mạch còn rất là đẹp các bác nhá. Đó. Xuất sắc luôn ạ. Đó. Những chân linh kiện và những từng con ốc, từng chi tiết còn sáng bóng. Đó. Mọi thứ cực kỳ là tuyệt vời. Đó. Xuất sắc luôn. Và Crown 9000i này thì công suất ở chế độ 8 ohm cho chúng ta là 1500W. Và ở chế độ 4 ohm công suất đạt 3500W. Tức là các bác chơi thoải mái những cái dòng loa phun đôi hoặc là súp kép các bác nhá. Đó. Chuyên trị những đôi loa khó tính nhất rồi. Công suất lớn là cũng đáp ứng được các bác nhá, thoải mái luôn ạ. Đó. Và chi tiết ở đằng sau thì đây là những đầu ra này. Đó. Và hỗ trợ cổng hai đường cổng vào này. Đó. Đó. Và đây là những phím tinh chỉnh các bác nhá. DB rồi là chọn chế độ Sister Bright này. Có những phím reset này. Đó. Rất nhiều cổng ăn chơi các bác nhá. Analog này. Đó. Và Made in USA các bác nhá. Made in USA. Và con này thì nó chạy điện AutoVol các bác nhá. AutoVol. Chúng ta chơi từ điện 100 cho đến 240V. Đó. AutoVol. Đây là công tắc hỗ trợ công tắc đằng sau này. Đó. Nguồn cắm điện này. Và đây là một chiếc quạt gió làm mát các bác nhá. Đó. Xuất sắc các bác nhá. Cực kỳ là đẹp. Sơn zin toàn bộ. Đây là nắp. Rất mới. Và sau đây em Lĩnh sẽ lắp lại và sẽ báo giá cũng như là test chất âm các bác nhá. Các bác chờ em Lĩnh trong giây phút. Tiếp tục quay trở lại với video thì em Lĩnh mời các bác ngắm nhìn tổng thể của chiếc Crown Macrotech 9000i. Đó. Khi em Lĩnh đã cắm điện và kết nối vào các thiết bị các bác nhá. Cực kỳ là đẹp. Đó.
rất rất đẹp và sang trọng các bác nhá. Đó, đây là hai chiếc áp này. Đó. Những đèn tín hiệu này. Đây là những chế độ này. Đó. Và đây là nút nguồn này. Đó. Và các bác nhìn là từ cái nước sơn này. Đó. Rất rất là mới đẹp các bác nhá. Đó, toàn bộ cam kết với các bác là zin 100%. Bao zin cho các bác 100% và có những sự cam kết cho các bác nhá, bằng giấy tờ văn bản. Đó. Với em Lĩnh luôn luôn là như vậy. Bao giờ cũng phải là chuẩn chỉ các bác nhá. Đó. Cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Mời các bác ngắm nhìn tất cả tổng thể tổng quan. Đó. Xuất sắc. Đó. Rất đẹp và sang trọng các bạn, và cũng phải thôi, bởi vì là 9.000 y giá mới của nó không hề rẻ các bác nhá. Đó, không hề rẻ, 126.990.000 đồng. Đó là khi chúng ta mua một chiếc Crown 9.000 y đập hộp cực kỳ là đắt đỏ các bác nhá. Thể hiện là một cục công suất cực kỳ là VIP, được nhà hãng trang bị rất là trau chuốt về vẻ đẹp, chất âm cũng như là công suất các bác nhá. Đó. Và em báo giá luôn, với một chiếc 9.000 y mà zin độ đẹp độ mới có thể nói là trên 98% này các bác nhá, 98-99% luôn. Em Lĩnh bán ra là 38 triệu các bác ạ, 38 triệu. Đó. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy liên hệ cho em Lĩnh qua số điện thoại em ghi ở góc màn hình các bác nhá. Ok, và sau đây em sẽ test một bản nhạc mạnh và sẽ đánh trên đôi SRX725 kia các bác nhá. This way, lovers in the night.
Ok các bác nhá, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo các bác nhá. Xin chào.